Chiều nay, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã có buổi tiếp và làm việc với ông Wakimoto Juji, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Metech Việt Nam, doanh nghiệp có nhà máy đang hoạt động tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Metech Việt Nam là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm bảng vi mạch là linh kiện cho tập đoàn Apple. Công ty hiện có 2.200 công nhân. Năm 2021, vốn đầu tư của công ty là trên 2.200 tỷ đồng, doanh thu đạt gần 1.900 tỷ đồng. Mới được cử sang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Metech Việt Nam vào tháng 5 năm 2021, tại buổi làm việc, ông Wakimoto Juji đề nghị các tháng mùa hè là thời gian sản xuất cao điểm, công ty cần sử dụng nhiều điện và nước, vì vậy rất cần sự ưu tiên tạo điều kiện của tỉnh, nhất là về nguồn nhân lực phục vụ sản xuất. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã trân trọng cảm ơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Metech Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn đầu tư sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Đồng chí cho biết Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công ty Điện lực Hưng Yên đảm bảo cung cấp điện cho việc sản xuất tại các khu công nghiệp nói chung để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất. Đối với vấn đề khó khăn về lao động và tuyển dụng lao động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng chí đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tạo điều kiện tối đa hỗ trợ việc tuyển dụng cho các doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn nhà đầu tư Nhật Bản coi Hưng Yên và khu công nghiệp Thăng Long 2 như ngôi nhà của mình để gắn bó xây dựng và phát triển. Tỉnh sẽ đồng hành và tạo những điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản bằng khả năng và điều kiện sẵn có, chủ động nhập vaccine phòng chống COVID-19 của Nhật Bản về tiêm phòng cho người lao động để chung tay cùng Hưng Yên tạo hệ miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch COVID-19. Nhân dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Metech Việt Nam đã ủng hộ 500 triệu đồng vào quỹ vaccine COVID-19 của tỉnh.